Bữa nay chúng ta quay trở lại một cái vườn ươm sầu riêng. Đây là cái vườn của công ty. Ở khúc này này cũng có một số bác nông dân đã đặt hàng rồi. Bây giờ mình lướt qua một chút xíu để chúng ta thấy rằng cái cây chúng ta đang quản lý rất là tốt về cơ đọt. Mọi người thấy cơ đọt tốt không? Không có sâu, không có rầy, không có bị một đối tượng gây hại nào tấn công hết. Chúng ta có thể lướt sơ qua một chút xíu. Đây là một cái giống sầu riêng mà rất là quen thuộc ở miền Tây rồi, bà con ai cũng biết rồi, khỏi cần phải giới thiệu tên nữa. Chúng ta sẽ quan sát một chút xíu qua bên này, anh camera sẽ qua bên này. Chúng ta đang đứng cái cây này cho nó dễ nhìn thấy này, bà con thấy không? Cơ đọt nó chia tán đều ha. Bà con có thể thấy cơ đọt chia đều, tán rất là đều, rất là đẹp. Và quản lý được cái cơ đọt như thế này, tất cả những bà con nào có kinh nghiệm rồi, đã có kinh nghiệm rồi, tất nhiên là đó là một nghệ thuật của bà con rồi. Bà con cũng học hỏi, cũng trải qua đó, quá trình lên bờ xuống ruộng này, chúng ta mới có được cái thành quả là quản lý được cái cơ đọt sầu riêng. Để quản lý được cái cơ đọt sầu riêng, ngoài cái dinh dưỡng ra, ngoài cái dinh dưỡng chúng ta đi dưới gốc, chúng ta làm sao cho lá nó to, cơ nó to, cành nó to, lá nó dày. Bà con bây giờ cái việc chúng ta là phải quản lý đối tượng gây hại. Bà con sợ nhất là gì? Trồng sầu riêng sợ nhất là gì bà con? Nhiều khi bà con nói ô sợ nhất là không có tiền thôi. Đúng, không có tiền. Nhưng chúng ta cũng phải sợ nhất là không có tiền mua thuốc rầy. Cái vấn đề là thuốc rầy á, nó sẽ tốn cái chi phí đầu tư cho bà con nhiều hơn cái vấn đề là phân bón á. Nhiều khi nó thật với bà con như vậy, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận đầu tư. Chúng ta đã làm về vấn đề kinh tế, chúng ta thấy người ta tỷ phú này tỷ phú kia trồng con hecta sầu riêng mà năm nào kiếm cũng 1 tỷ, mình nghĩ rằng chắc dễ ăn lắm. Nhưng cái trong cái quá trình trồng sầu riêng nó sẽ rất là nhiều cái vấn đề nhiều khê. Chúng ta phải nắm rõ được cái kỹ thuật, chúng ta phải nắm được cái quá trình hình thành của cái cơ đọt và cái đối tượng nào gây hại trên cây sầu riêng, thì lúc đó chúng ta mới phát triển được cái vườn của mình nha bà con nha. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta trồng một vài cây, chúng ta trồng 10 cây, 20 cây, chúng ta có mảnh đất 1 hecta là chúng ta trồng, chúng ta để đấy, chúng ta nghĩ rằng không có rầy tấn công đâu, không, rầy tấn công rất là nhiều lắm. Và cái câu chuyện đau đầu là chúng ta nói về rầy. Thì bây giờ hôm nay trên cái tay mình á, rất là nhiều quý bà con hỏi mình về cái vấn đề là thành phần để mà trị rầy. Thì sẵn ở đây á, thì mình cũng nói luôn cho bà con này, đây là mảnh tướng diệt rầy và thành phần của nó ở phía trước này, bà con nhìn thấy rõ ha, thành phần phía trước. Và hạt là em lật ra bên này cho bà con coi một chút xíu thành phần của nó đây. Đó, bao nhiêu phần trăm mà nó có rõ ràng hết và có phụ gia đặc biệt vừa đủ nha bà con nha. Đây, sản phẩm được kết hợp với hai loại hoạt chất trị trừ rầy thế hệ mới với nhiều cơ chế tác động tiếp xúc lưu dẫn chống lột xác. Sản phẩm giúp diệt trừ hữu hiệu rầy nâu thuộc cái nhóm côn trùng mà chích hút trên cái cây trồng. Thuốc có thể diệt trừ tất cả các cái giai đoạn của rầy từ trứng non đến lúc trưởng thành. Đấy, cái đấy là cái vấn đề mà cực kỳ hay. Và chúng ta pha một cái gói rầy như thế này, chúng ta pha cho bao nhiêu lít nước, chúng ta pha một phi 74.000 nha bà con. Bao nhiêu bà con luôn là không có cái loại rầy nào nó kháng thuốc mà nó không đụng cái này, mà nó không có banh tu á. Có nghĩa là cái này nó chống được cái sự kháng thuốc của rầy. Đặc biệt ở đây nó có cái phụ gia, mỗi công ty của chúng ta, mỗi công ty sản xuất á, họ luôn luôn có một cái phụ gia đặc biệt để mà cung cấp vào đây, để mà hỗ trợ cho bà con chúng ta một cái sản phẩm tốt nhất. Qua rất là nhiều cái quá trình khảo nghiệm thì bắt đầu mình đã tin tưởng cái sản phẩm này và giới thiệu cho bà con. Cái sản phẩm này mua ở đâu thì bà con có thể liên hệ ở trên cái số hotline nằm ở trên cái tổng đài á, có thể là kết nối hồ sơ để mà mình có thể hướng dẫn cho bà con tốt hơn. Cái gói này là 250g. Đó, chúng ta pha được cho một phi. Và lưu ý luôn rồi bà con này, cái gói mà rầy xanh này á, rồi diệt rầy này á, nó có thể pha chung được với các loại phân bón lá như là vọt đọt sầu riêng, amino sinh học hay những loại thuốc dưỡng. Và trước khi pha cái dạng này, cái dạng bột này, chúng ta pha với cái thuốc nước, cái dinh dưỡng nước, thì chúng ta phải pha vào một cái phi chúng ta đánh tan ra, chúng ta pha vào cái thùng mà chúng ta đánh tan ra, bột trước nước sau. Bà con lưu ý cái vấn đề đấy, bột luôn 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 trước và nước sau. Thì bà con phun vào cái giai đoạn nào? Ví dụ như bà con nói thẳng với bà con nè, nếu như mà lá nó mở như thế này rồi, lá mở như thế này bà con phun hầu như muộn. Cái lá này lá mở dưới này nha bà con. À, bà con phun muộn hoặc là cái lá như thế này bà con phun thì nó muộn. À, bà con phun ở cái giai đoạn nào? Giai đoạn mà nó nhú cái tim đèn ra như thế này là chúng ta phun nha. Nha bà con, nó đụng cái đụng lửa đụng gãy, thông cảm nha anh chủ vườn. Đó, nó giai đoạn mà nó mở cái tim đèn, bắt đầu nó nhú cái tim đèn như vậy chúng ta phun. Còn cái lá nó to như thế này là chúng ta phun hình như chúng ta muộn một cử. Thì bà con lưu ý ở cái vấn đề đó. Và bà con thường thường cái hiệu lực kéo dài thì 7 đến 10 bữa là chúng ta phun một lần. À, đừng có để lâu quá nha bà con. À, chúng ta phun một lần, tại vì sao? Cây sầu riêng của chúng ta tính chất này, trong vòng một tuần hết cái cơ đọt này
thậm chí ở trên cái cây nó có cơ đọt khác, và thậm chí là nó có những cái nách lá như thế này, nó đang ra những cái cơ đọt nữa. Thưa bà con, trong vòng một tuần trước thì nó chưa thấy, nhưng tuần này thì chúng ta đã thấy, là chúng ta chăm sóc nó ok thì chúng ta thấy nó ra cái nách rồi, thì chúng ta quản lý cái cơ đọt này, chúng ta quản lý cái cơ đọt đọt mới luôn nha bà con, vừa quản lý cơ đọt cũ và quản lý cơ đọt mới. Thì khi cái lá vườn sầu riêng của chúng ta, bà con thấy này, nó mở cái lá ra hết thì gần như là nó không có bị đối tượng gây hại. Với một cái vườn mà vườn ươm như thế này, số lượng cây khủng khiếp như thế này mà chúng ta không quản lý sâu rầy kỹ ấy, chắc nó đánh banh tô thì cũng gọi là chủ vườn cũng hơi khóc tiếng máng luôn, tiếng hán luôn, chứ đừng nó khóc tiếng Việt nha bà con, lưu ý nha vấn đề đấy. Rồi thêm một cái vấn đề nữa là hôm nay là mình chia sẻ với bà con luôn cái vấn đề là thường thường bà con hay gặp cái tình trạng là trong vườn của bà con bị nhện. Đây cái lá như thế này này, bị nhện này nha bà con, nhện là nhện trắng nha bà con nha. Nhện trắng đấy, mình cũng sáng giờ mình cũng công cốc mình đi tìm rất là nhiều để ra được cái lá này, nhưng mà nhện này nó không tấn công cái lá này nhiều, vừa chắc là vừa rồi phun thuốc nó cũng bê đi đâu banh rồi. Bà con lưu ý này, vấn đề nhện và thêm nữa là diệt sâu, diệt bọ, diệt nhện, nhưng bà con ưu tiên cái diệt rầy là ưu tiên nhiều nhất, và diệt sâu bọ này, đặc biệt là bọ cánh cứng. Trong cái giai đoạn mà bọ cánh cứng nó tấn công là bà con nhớ này, phun vào buổi chiều mát nha bà con nha. Bọ cánh cứng chúng ta phun vào chiều mát, và bọ cánh cứng này nó tấn công là tấn công ở đâu? Tấn công những cái lá già. Bà con lưu ý nè, phun nó vào chiều mát. Ví dụ như bà con muốn cộng hai này chung với nhau thì bà con cộng chung, bà con phun, bà con pha, thì bà con pha là bà con phun vào buổi chiều mát. Một cái chai như thế này là bà con pha được cho 400 lít nước nha bà con, còn cái gói này là bà con pha cho 200 lít nước. Thí dụ như trong cái vườn của bà con sử dụng một lần bà con phun 400 lít nước thì một chai này và hai gói này nha, một chai này là 174.000, còn cái gói này là 74.000 một phi, thì chúng ta có thể pha chung với phân bón lá. Trước khi mà pha với phân bón lá này nọ thì bà con pha cái phun mảnh tướng diệt rầy này trước, pha đánh tan nó ra, rồi chúng ta trút cái này vô, xong rồi chúng ta có thể pha phun các loại phân bón khác. Thí dụ như là thằng gì mà xanh xanh đây ở công ty mình hay phun đây, đó là thằng Mancozin siêu giáp đó, siêu giáp rồi. Chúng ta có thể cộng chung với Amino, chúng ta có cộng chung với vọt đọt sầu riêng thì bà con lưu ý. Còn Amino thì trong cái giai đoạn mà mùa nắng thì bà con hay ưu tiên nhất, và mùa mưa thì bà con bước nó ra cũng được nha bà con nha. Nhưng chúng ta nói quay trở lại cái vấn đề là đối tượng gây hại trên cái sầu riêng, đặc biệt là đối tượng mà rầy. Và đặc biệt ở đây luôn, cái này nó diệt được bọ trĩ luôn nha bà con, và diệt nhện luôn đó, một cái chai này. Nhưng cái chai này, cái chai mảnh tướng diệt sâu bọ nhện này, nó chưa làm được cái việc của nó là diệt rầy, thế nên chúng ta phải cho thêm cái diệt rầy này nữa. Ok bà con, một cái video vừa đủ ý cho bà con luôn nha bà con nha, để chúng ta nắm được cái bí kíp mà chúng ta diệt được sâu bọ rầy. Cái chai này á, thực ra là nó cũng diệt được rầy, tuy nhiên là chúng ta phải pha với một cái liều lượng nó đậm đặc hơn, thế nên là nó tốn được tiền hơn, nên là thôi thì mình cộng hai cái này lại. Chúng ta muốn mà diệt rầy bọ nhện rồi bọ rồi luôn, chúng ta là lụm luôn. Còn nếu không mà diệt rầy không thì cứ gói này mà chúng ta tắn thôi nha bà con. Rồi bye bye bà con.